Lãnh tụ hai miền Nam Bắc Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh lần thứ ba tại Bình Nhưỡng chỉ trong chưa đầy 2 tuần nữa. Cố vấn an ninh quốc gia Hàn Quốc ngày 6 tháng 9 loan báo tin này tại Seoul cho biết hai miền Nam Bắc Triều Tiên đồng ý tổ chức thượng đỉnh liên triều tại Bình Nhưỡng từ ngày 18 đến 20 tháng 9 và sẽ tổ chức các cuộc đàm phán làm việc vào đầu tuần tới ở Bán Môn Điếm để thảo luận các công tác chuẩn bị cho thượng đỉnh từ an ninh tới báo chí. Loan báo được đưa ra một ngày sau khi cố vấn an ninh quốc gia Chung Woo-yong dẫn đầu phái đoàn tới thủ đô Bình Nhưỡng để chung quyết các bước sắp xếp. Ông Chung cũng cho biết thêm rằng Tổng thống Hàn Quốc và lãnh đạo Triều Tiên sẽ tập trung vào các biện pháp đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 3.